bây giờ mình không có buồn nữa cô ha, mình vui rồi, lo là lo vòng 1 thôi, giờ vòng 2 mình thắng rồi. Bây giờ mình chọn thế nào có tiền trong đó thôi. Rồi cô sẽ chọn một thương hiệu nào bất kỳ, mời cô. Ống nhựa hoa sen. Ống nhựa hoa sen. Rồi theo cháu thì có nên chọn ống nhựa hoa sen không? Dạ có. Ống nhựa hoa sen ha. Chúng ta đã trả nợ được ngân hàng 2,5 triệu. Bây giờ mình vẫn nợ ngân hàng 2,5 triệu, chúng ta sẽ rút thương hiệu đầu tiên để tiếp tục trả nợ ngân hàng. Số tiền của ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc là 9,5 triệu. À, con số cũng khá cao. 9,5 triệu, bây giờ mình trả nợ ngân hàng 2,5 triệu là mình hết nợ. Mình còn dư ra 7 triệu. Rồi, ngon lành. Bây giờ là cô có 7 triệu trong tay rồi. Dư rồi đó cô ha. Từ đó giờ có bao giờ mình dư trong nhà tiền nhiều không cô? Đâu có làm gì mà có đâu. Không có. Số tiền lớn nhất mà xưa giờ cô đã từng giữ là bao nhiêu? Là 1-2 triệu, 1 triệu hoặc 500. Chứ không có nhiều. Giờ đại gia rồi đó. 7 triệu ha, giờ cô có 7 triệu rồi. Tiếp tục thêm một thương hiệu nữa, mời cô với cháu ở đây. Thương hiệu thứ hai, cố gắng kiếm nhiều nhiều chút xíu. Rồi, đứng lên nha. Đây, lên nhích trái nhiều. Rồi, ở đây nhìn kỹ không cô? Cô nhìn kỹ không? Cô thấy không? Rồi, cháu Ngọc thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn thương hiệu thứ hai. Xin mời cô chọn đi. Kem răng mà che cho nó nha. Chọn gì cô? Rồi cháu Ngọc. Rồi bà con ơi, cái dù bên phải, cái dù tôm hoa sen bên phải bà con để ngay lại giùm đi. Đẩy thẳng lại, đúng rồi. Đẩy lại. Rồi con tư vấn cho bà ngoại đi. Con chọn thương hiệu nào? Dạ con chọn thương hiệu kem đánh răng đo đẹp. Kem đánh răng. Giờ này đánh gì nữa mà đánh? Có đánh rồi sáng chứ bây giờ chọn kem đánh răng chi nữa? Đuổi đi. Kem đánh răng hả? Sao con đánh răng rồi? Bây giờ đừng có đánh răng nữa. Giờ mình kiếm cái khác đi. Đổi đi. Đổi đi. Theo quý vị có đang đổi không? Đổi. Đổi không? Đổi luôn thương hiệu nào? Cái nào? Family hả? Đó, mọi người la ôm sùm rồi. Hả? Thú thú y bio. Bà con đồng ý không? Rồi, cô thấy sao? Thương hiệu thứ hai. Bây giờ thương hiệu thứ hai, cô là người quyết định, cô chọn thương hiệu nào? Nói phải nói là cô nhìn cô đọc à. Thuốc thú y bio. Nói lớn lên. 2, 3. Thuốc thú y bio. Rồi thuốc thú y là mình cho cá tôm này kia đó ha. Thuốc thú y thủy sản, thuốc thú y bio. Rồi. Chúng ta sẽ rút logo, chúng ta sẽ chọn rút thương hiệu thứ hai thuốc bio. Đọc lên câu của niềm tin nha. Rồi thuốc bio. Thuốc thú y bio, niềm tin trọn vẹn cho nhà chăn nuôi. Nhưng trước khi rút cái đó, quý vị muốn xem kem đánh răng không? Coi mà không được lấy nha. Coi thử luôn nha. Coi thử à, được không? Coi không? Coi đi. Coi đi ha. Để nó trong mà không coi mà ốm ức. Nó không nội linh để tôi rút cái đó được rồi. Thôi cái đó cho coi sau đi, cho coi sau. Rút ra mà 20-30 triệu đừng có chửi tôi nha. Thôi kệ, coi luôn để tao ấm ức, ấm ức. Thích lắm. 3 triệu. Thấy chưa? Thấy chưa? Giờ có đánh răng nữa không? Giờ này 9-10 giờ đánh răng gì nữa? Giờ có đánh giày á. Thương hiệu thứ hai, thuốc thú y bio, niềm tin trọn vẹn cho nhà chăn nuôi với số tiền là 13 triệu. Xin chúc mừng. Đây xin gửi tặng gia đình. Như vậy là vòng cấp 4 gia đình đã nhận được số tiền là 22.500.000 đồng. À, rất là vui. Thấy chưa? Đánh răng đi, đánh có 3 triệu đánh đi. Rồi, chúc mừng gia đình. Xíu mất 10 chai. Rồi, cảm ơn quý anh Linh nhiều nhất.
À, xin mời cháu về, con về. Mời cô đứng nắng lại nha. Rồi mời hai anh Nhân Đức. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Hoàng Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ,